Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự tối thứ ba ngày 5 tháng 2, tức là ngày mùng 1 Tết Nguyên đán của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Chương trình tối nay có những thông tin chính sau đây. Lãnh đạo Trung ương tỉnh Lâm Đồng thăm và chúc Tết Kỷ Hợi 2019. Đà Lạt hân hoan chào đón năm mới Kỷ Hợi. Dâu tây trên đất ta. Hình tượng chú lợn trong tranh Tết Kỷ Hợi. Tâm tình người mang chữ vượt sóng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, hôm nay là ngày đầu năm mới Kỷ Hợi 2019. Một mùa xuân mới nữa lại về, không khí đón xuân đang tràn ngập trong mọi gia đình. Ở từng ngõ đường con phố, trong không khí ấm áp và đầy ắp niềm vui. Lần đầu tiên thay mặt những người thực hiện chương trình, xin gửi đến quý vị và các bạn những lời chúc tốt đẹp nhất. Chúc quý vị một năm mới sức khỏe, hạnh phúc, an khang và thịnh vượng. Thưa quý vị, vào tối hôm qua, tức là đêm 30 Tết Kỷ Hợi, bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Dân vận Trung ương, ông Đoàn Văn Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Lâm Đồng, ông Nguyễn Trọng Ánh Đông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, bà Huỳnh Thị Thanh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ, Bí thư Thành phố Đà Lạt cùng đại diện các sở ngành địa phương có liên quan đã đến thăm và chúc Tết các tổ đội công nhân của Công ty Dịch vụ Đô thị Đà Lạt đang trực làm nhiệm vụ đêm giao thừa, thu gom, vận chuyển rác thải, làm sạch thành phố tại các cung đường và các khu thương mại, các khu dân cư. Các đồng chí lãnh đạo trung ương và địa phương đã ân cần thăm hỏi từng công nhân của Công ty Dịch vụ Đô thị Đà Lạt đang quét dọn rác tại khu vực chợ Đà Lạt, một trung tâm thương mại lớn nhất tỉnh, nơi thường xuyên thải ra một lượng rác thải lớn từ các hoạt động kinh doanh, nhất là trong đêm 30 Tết. Các đồng chí lãnh đạo đã chia sẻ những nỗi vất vả với đội ngũ công nhân Công ty Dịch vụ Đô thị Đà Lạt, đồng thời bày tỏ niềm tự hào bởi những đóng góp thầm lặng của họ nhằm gìn giữ cho môi trường sống của thành phố trong lành, sạch đẹp. Các đồng chí lãnh đạo cũng chúc cho đội ngũ công nhân công ty nhiều sức khỏe, hạnh phúc và năm mới bình an. Dịp này, Công ty Dịch vụ Đô thị Đà Lạt cũng đã được nhận các phần quà hơn 300 triệu đồng từ các tổ chức đoàn thể và chính quyền trung ương đến địa phương nhằm giúp cho cán bộ công nhân viên công ty có một cái Tết đầy đủ ấm cúng. Cũng trong đêm 30 Tết, ông Đoàn Văn Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng đã đến thăm các đơn vị lực lượng vũ trang trực Tết sẵn sàng chiến đấu là Công an tỉnh Lâm Đồng và Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, cùng đi với đoàn có đại diện các sở ngành liên quan. Tại Công an tỉnh Lâm Đồng, ông Đoàn Văn Việt, Chủ tịch Ủy ban tỉnh Lâm Đồng đã thăm hỏi tình hình bố trí lực lượng trực Tết của Công an tỉnh trên địa bàn toàn tỉnh và các khu vực sung yếu. Công an tỉnh Lâm Đồng đã bố trí lực lượng sẵn sàng chiến đấu tại các địa điểm cụ thể, khoa học và nghiêm túc, trên tinh thần vui xuân nhưng sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ. Tiếp đó, Chủ tịch Ủy ban tỉnh Lâm Đồng đã đến thăm cán bộ chiến sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Tại đây, ông Đoàn Văn Việt đã đánh giá cao những kết quả mà Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đạt được trong năm qua, đồng thời nhắc nhở các đồng chí cần nghiêm túc bố trí lực lượng làm nhiệm vụ, nâng cao cảnh giác. Chủ tịch Ủy ban tỉnh Lâm Đồng gửi lời chúc Tết đến cán bộ chiến sĩ công an, quân sự địa phương, đồng thời nhấn mạnh hai lực lượng cần phối hợp chặt chẽ với nhau để bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân. Đại diện lãnh đạo các đơn vị đã bày tỏ niềm vui, sự cảm ơn đối với sự quan tâm của lãnh đạo địa phương, đồng thời hứa sẽ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Cũng tối hôm qua, nhằm ngày 30 Tết âm lịch, ông Nguyễn Trọng Ánh Đông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, bà Nguyễn Thị Lệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đã đến thăm hỏi động viên tinh thần và chúc Tết các bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng và các bác sĩ điều dưỡng trực cấp cứu của bệnh viện. Tại khoa lọc máu, khoa nội AB và khoa hồi sức tích cực chống độc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng, bà Nguyễn Thị Lệ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đã thăm hỏi tình hình điều trị bệnh và động viên các bệnh nhân nội trú dịp Tết Nguyên đán này. Chia sẻ với những khó khăn của các bệnh nhân, 40 phần quà đã được Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy và đại diện Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng trao đến tận tay từng người bệnh có hoàn cảnh khó khăn, với hy vọng các bệnh nhân sẽ sớm bình phục và đón Tết cổ truyền thực ấm cúng. Dịp này, ông Nguyễn Trọng Ánh Đông, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cũng đã đến thăm và gửi lời chúc Tết sức khỏe an khang đến các y bác sĩ và điều dưỡng trực ca tại khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng. Chia sẻ với công việc vất vả của các y bác sĩ và điều dưỡng,
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các cán bộ, y bác sĩ trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, chăm lo cho người bệnh. Trong năm mới Kỷ Hợi 2019, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh mong muốn các y bác sĩ không ngừng củng cố chuyên môn, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công việc vì sự hài lòng của người khám bệnh. Giao thừa luôn là thời khắc đầy thiêng liêng, bởi lúc đó là lúc đất trời bước vào tiết trời mới, có người đứng trước vận hội mới. Những lúc này gác lại mọi ngổn ngang bề bộn của cuộc sống, những người dân Việt Nam nơi nơi đều hướng về giây phút chuyển mình với năm cũ Mậu Tuất và năm mới Kỷ Hợi với thật nhiều hy vọng. Không khí hân hoan của năm mới đã len lỏi đến từng gia đình, từng ngõ phố trên toàn đất nước, trong đó có thành phố Đà Lạt. Hòa bình cùng người dân thành phố trong thời khắc ý nghĩa này, nhóm phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng đã ghi lại nhiều hình ảnh ấn tượng về giao thừa tại thành phố Hòa. Trước thềm năm mới Kỷ Hợi 2019, thành phố ngàn hoa bừng sáng và ngập tràn trong niềm hứng khởi. Đêm tại Đà Lạt se lạnh, tuy vậy càng về khuya, số người đổ về các tuyến đường chính, khu vực quảng trường, bờ hồ Xuân Hương ngày càng đông. Người người tranh thủ ghi lại khoảnh khắc với gia đình, thưởng thức âm nhạc. Ai ai cũng đang tận hưởng những giây phút cuối cùng của năm cũ và háo hức chờ đợi thời khắc chuyển giao giữa Mậu Tuất và năm mới Kỷ Hợi với thật nhiều hy vọng và hạnh phúc. Năm qua thì với mọi công việc thì nó vất vả bộn bề, thì mình muốn một năm thì nó một năm mới là có nhiều sức khỏe và mọi việc nó suôn sẻ, nên là năm nay là quyết định đi đón Tết xa nhà. Năm nay là năm đầu tiên mà anh đón giao thừa ở một nơi không phải ở gia đình. Cảm giác nó rất là, mình nghĩ là nó quá vui nhộn ở Đà Lạt. Có nghĩa là trong cái tâm thức của mình không nghĩ là con lại có một nơi giao thừa mà nó lại đông vui như thế. Không giống như ở nhà là cứ đến ngày 30 chiều 30 là tối 30 là mọi người phải tụ họp hết vào ở gia đình thôi, không đi đâu cả. Đấy, đây là một cái trải nghiệm rất là đáng nhớ đối với anh trên cái hành trình xuyên Việt của anh. Đúng 0 giờ ngày 5 tháng 2, pháo hoa đồng loạt bắn từ hai điểm tại Hồ Xuân Hương, thành phố Đà Lạt, mang theo mong ước về năm mới Kỷ Hợi thành công, bình an và hạnh phúc. Năm mới đến thì chúc các cháu thiếu nhi chăm ngoan học giỏi, thì gia đình hạnh phúc, công việc thành đạt, thì năm mới có nhiều niềm vui, thành công trong cuộc sống. Vậy là năm mới Kỷ Hợi đã đến với những dự định mới, kế hoạch mới cho một năm nhiều thành công. Trong không khí hân hoan tràn ngập tiếng nói tiếng cười, chúng ta cùng chúc nhau một năm mới vui tươi, hạnh phúc, an lành và thịnh vượng. Phần tiếp theo của chương trình thời sự tối nay, lễ chùa đầu năm cầu mong điều tốt lành và không khí đón xuân tại Đà Lạt. Dâu tây trên đất ta. Dâu tây trên đất ta. Đi lễ chùa trong ngày đầu năm mới là truyền thống lâu đời của người Việt Nam. Với sự hân hoan đón chào năm mới, nhiều người đến viếng cảnh chùa để hướng về các bậc tổ tiên và cầu mong mọi điều tốt lành cho gia đình, người thân, mong cho đất nước luôn thái hòa, tươi đẹp. Chùa Linh Sơn, thành phố Đà Lạt, ngày mùng 1 Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi 2019. Cũng như mọi gia đình đã thành nếp quen, vào ngày đầu năm mới, gia đình ông Lê Văn Dũng và con cháu đi chùa để cầu mong mọi điều tốt lành cho cả nhà và để hướng về tổ tiên ông bà. Mỗi mùa xuân về thì tôi đến chùa để cầu nguyện trên gia hộ cho chúng sanh được an bình, làm ăn phát tài và sống cho đến ngày mạng chung thì được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Trong không gian linh thiêng lắng động, mọi người cùng thành tâm dâng nén hương thơm lên Đức Phật, cầu mong và hy vọng nhiều điều tốt đẹp đến với mọi gia đình ngày đầu năm mới. Theo phong tục văn hóa của người Việt Nam, và tôi đi chùa với tính cách là tâm linh, thắp hương nén hương, cầu an cho tất cả đất nước và gia đình. Vô chùa chỉ cái là cúng dường, là một đồng đi nữa là cũng chia hết tất cả chúng sanh có hết. Đến chốn cửa thiền, mọi người còn dành nhiều tâm nguyện, dành nhiều sự sẻ chia, cùng đóng góp với nhà chùa để chăm lo cho những người kém may mắn. Truyền thống tốt đẹp, lá lành đùm lá rách của dân tộc đã tạo nên những nét đẹp rất mộc mạc, đời thường mà cao đẹp, được đồng bào Phật tử, nhất là giới trẻ hướng đến.
Tết là cái ngày sum họp của gia đình và là cái ngày để chúng ta cầu nguyện cho những điều tốt đẹp đến với gia đình mình. Cho nên là tụi em muốn đi cùng gia đình để đến đây để cầu phúc cho những người trong gia đình và những người xung quanh tụi em ạ. Đêm chùa đầu năm vừa là sinh hoạt tôn giáo, vừa là nét văn hóa trong việc giữ gìn những truyền thống của người Việt xưa, của Tết cổ truyền Việt Nam được đua truyền nhiều đời. Cầu mong cho đất nước phát triển và mọi người được sức khỏe, an bình trong cuộc sống. Sắc xuân đã nhộn nhịp trên mọi nẻo đường góc phố, hòa vào dòng người viễn cảnh đầu năm để cầu chúc một năm mới an vui hạnh phúc. Đà Lạt cũng chào đón nhiều du khách từ mọi nơi đến du xuân trong những ngày đầu năm để cảm nhận một hương vị Tết rất riêng của thành phố cao nguyên. Ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự nhân ngày mùng 1 Tết âm lịch tại vườn hoa thành phố Đà Lạt. Vườn hoa Đà Lạt là địa chỉ du lịch quen thuộc hấp dẫn và nổi bật của thành phố tình yêu này. Đà Lạt nơi nơi ngập tràn sắc hoa xuân. Riêng vườn hoa thành phố hội tụ hàng trăm loài hoa khoe sắc đa dạng và phong phú, rực rỡ dưới nắng xuân. Những cây hoa, chậu hoa được chăm sóc kỹ lưỡng trước Tết nhiều tháng để phục vụ khách du lịch và người dân du xuân thưởng lãm. Các tiểu cảnh được bài trí đẹp mắt, độc đáo và mới lạ, kiểu dáng được biến đổi thường xuyên, nên dù cho du khách đã từng đến đây nhiều lần cũng không bị nhàm chán, mà ngược lại vẫn bị cuốn hút. Ở Sài Gòn thì nóng, Đà Lạt thì mát mẻ, thì tôi chọn Đà Lạt để tôi du xuân. Rồi vô vườn hoa thì cũng nhiều lần rồi, mỗi năm mỗi thay đổi rất đẹp. Đầu năm mới thì chúc mọi người du xuân vui vẻ và hạnh phúc. Ở thành phố đó nó bao nhiêu tháng ngày nó ồn ào quá, mình muốn mấy ngày Tết này lên đây cho nó phong cảnh. Thứ nhất là phong cảnh nó đẹp, không khí trong lành rồi thoải mái. Mình xin chúc tất cả các bà con, bạn bè một năm mới nhiều sức khỏe và nhiều sự thắng lợi mới. Và riêng Đà Lạt thì mình chúc Đà Lạt đẹp hơn nữa. Đà Lạt với khí hậu mát mẻ quanh năm, vạn vật sinh sôi, ngàn hoa khoe sắc bốn mùa, nên Đà Lạt được mệnh danh là thành phố ngàn hoa. Vì vậy, du khách khắp mọi miền Tổ quốc đã chọn Đà Lạt là địa điểm đón chào năm mới và vườn hoa thành phố là nơi thả hồn mình những ngày đầu năm. Những cặp vợ chồng trẻ đến đây để thỏa ước nguyện đầu năm và bắt đầu một năm mới, một cuộc sống hạnh phúc viên mãn. Trước rồi cũng lên vườn hoa một hai lần rồi, và lần này thấy nó hơi khác một tí, hơi đẹp một tí. Cái không khí lạnh ở Đà Lạt thì trước giờ nó vẫn là nhất của Việt Nam mình rồi. Dạ, nói chung là nó có một cái khác ở dưới Đồng Nai thì em đón. Trên đây thì nói chung là mình tới một nơi mới, mình có nhiều cái mình chưa biết, mình háo hức vui vẻ với thấy cái không khí mọi người cùng ùa ra dưới Hồ Xuân Hương ấy, rồi cùng xem bắn pháo hoa ấy. Nói chung là với lại trong cái xe lạnh buổi tối nữa. Nói chung là nó rất là đặc biệt, khó tả lắm. Dạ, rất là vui ạ. Cũng nhân dịp Tết đến xuân về, em muốn chúc mọi người cùng vui xuân vui vẻ. Ngoài những du khách trong nước, vườn hoa thành phố Đà Lạt còn đón chào du khách nước ngoài đến đây du xuân thưởng lãm. Thế giới muôn sắc hoa Đà Lạt, trong đó có điểm đến là vườn hoa thành phố, đã góp phần tạo nên một bản hợp ca mùa xuân rực rỡ sắc màu và đông đầy niềm hạnh phúc. Thưa quý vị, với lợi thế khí hậu ôn hòa quanh năm nên Đà Lạt trở thành vùng đất để cho nhiều cây trồng đêm chồi biến rễ, điển hình như cây dâu tây, và trở thành cây trồng chủ lực của địa phương, mở ra nhiều triển vọng như phát triển du lịch vườn, nâng cao thu nhập. Không những thế, dâu tây còn là một trong những sản phẩm đặc sản đặc trưng của thành phố Đà Lạt. Sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự, mời quý vị cùng theo dõi. Được sinh ra và lớn lên ở làng hoa nổi tiếng Hà Đông, nên nhà nông Vũ Nhuần am hiểu rất rõ về những cây trồng ở vùng đất này, trong đó có cây dâu tây. Theo nhà nông Vũ Nhuần, trưởng làng hoa Hà Đông, cây dâu tây có nguồn gốc từ Nam Mỹ, sau đó được người châu Âu đưa về lai tạo và trồng ở châu Âu vào thế kỷ 18. Đến năm 1940, người Pháp đưa về Việt Nam và làng hoa Hà Đông, thành phố Đà Lạt là nơi đầu tiên cây dâu tây được đơm chồi bén rễ, cách đây gần 80 năm về trước. Chính vì vậy mà các thế hệ con cháu ở làng hoa Hà Đông luôn duy trì và không ngừng phát triển diện tích trồng dâu tây. Hiện nay, làng hoa Hà Đông có trên 10 hecta trồng dâu tây theo hướng công nghệ cao. Trong đó vẫn có một số ít nông dân duy trì canh tác dâu tây ngoài trời. Đầu tiên là cái giống dâu là giống của Pháp do cụ Vũ Hữu Huệ đem từ ngoài Hà Nội đem vô trồng tại Đà Lạt, ngay tại ấp Hà Đông. Giống dâu thứ hai là giống dâu của Mỹ, là năm 1972 là cụ Trần Văn Kim đem gốc giống từ ở cái trại Trần Minh Quang ở trên Cam Ly đem về trồng ở Hà Đông, cũng đó là đầu tiên. Và từ đó đến nay có một số hộ dân của Hà Đông hiện nay vẫn đang trồng
và vẫn duy trì cái giá, những giống dâu. Và hiện nay giống dâu ở Đà Lạt thì rất là nhiều giống dâu, mà vẫn còn giống dâu mà hiện nay đang thị trường đang quan tâm tới là cái giống dâu của Mỹ Đá, và người ta đang những bà con nông dân vẫn duy trì cái giống đó để trồng và làm ăn sinh sống nhờ cái nguồn gốc giống dâu đó. Cũng như nhiều cây trồng khác trên vùng đất Đà Lạt, trong quá trình phát triển, cây dâu tây trồng trên đất ta cũng gặp nhiều thăng trầm. Thời kỳ đầu, cây dâu tây được trồng ngoài trời và nhân giống bằng cách tách thân bò và cây con từ cây chính để trồng lại. Sau nhiều năm, giống dâu tây phát sinh nhiều thứ bệnh như héo lá, đốm đỏ. Trước tình trạng như vậy, nhiều nhà khoa học doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã tìm cách nhập các giống dâu tây mới từ Mỹ, Đài Loan, New Zealand để thay thế các giống dâu cũ của Pháp. Đồng thời, khi Đà Lạt bắt đầu hình thành và phát triển nông nghiệp công nghệ cao, các doanh nghiệp đã nhanh chóng nắm bắt được khoa học kỹ thuật, đưa dâu tây trồng theo công nghệ mới, công nghệ thủy canh trong nhà kính. Và đến nay, cây dâu tây trên đất Đà Lạt ngày càng phát triển cả về diện tích và chất lượng, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Không những thế, nhiều nông dân và các doanh nghiệp đã chú trọng đầu tư làm mô hình du lịch canh nông, trở thành những điểm tham quan hấp dẫn cho du khách. Giống dâu ở đây thì mình trồng chủ yếu vào trong nhà kính, vì cái trong nhà kính này thì nó cách ly được những cái sinh vật bên ngoài vào, đặc biệt là những cái con bọ rồi đó, thì cái hiệu quả của cây nó cao hơn. Và trong này thì không phải phụ thuộc vào thời tiết ngoài trời, mà mình có thể chủ động được cái nhiệt độ cũng như là lượng nước mà làm giúp cho một cây dâu phát triển một cách tối ưu nhất. Khi tôi đến đây thì tôi thấy là cảm thấy là mình rất là thích và tự hào là Đà Lạt mình có những cái vườn dâu sạch. Nhưng mà điều thú vị nhất ấn tượng của em đó là có dâu tây, mình có thể tới vườn hái hay là mình có thể ăn tại vườn luôn, rất là thú vị chị ạ. Cây dâu tây không chỉ cho triển vọng về phát triển du lịch vườn, có phần tăng thu nhập cho người dân, mà nó còn có nhiều công dụng khác. Ngoài ăn tươi, dâu tây còn được chế biến thành nhiều món ăn, thức uống như mứt dâu, rượu dâu. Không những thế, trái dâu tây chứa nhiều vitamin C, có lợi cho tiêu hóa và chống lão hóa da. Với những giá trị cây dâu mang lại, hy vọng rằng cây dâu tây Đà Lạt sẽ ngày càng phát triển về diện tích và luôn là địa chỉ du lịch hấp dẫn của du khách trong và ngoài nước khi đến nghỉ dưỡng tham quan ở thành phố cao nguyên Đà Lạt mến yêu này. Nội dung đáng chú ý trong phần tin trong nước: hình tượng chú lợn trong tranh Tết Kỷ Hợi và những nét đẹp truyền thống của dân tộc. Thưa quý vị, trong nhiều năm qua, việc vẽ và thể hiện hình tượng con giáp trong hội họa gần như đã trở thành một món ăn tinh thần không thể thiếu với tất cả các nghệ sĩ cũng như công chúng yêu nghệ thuật. Và mỗi năm, hình tượng con giáp cũng được thể hiện khác nhau, mang các sắc thái riêng, tương ứng với luật ngũ hành của năm đó. Năm Kỷ Hợi 2019, mời quý vị cùng đến với hình tượng chú lợn trong tranh của các họa sĩ Việt năm nay thông qua phóng sự sau đây. Những ngày trước Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, có thể thấy hình ảnh chú lợn, con giáp của năm Kỷ Hợi được phủ sóng khá nhiều trong các triển lãm mỹ thuật tại thủ đô. Khác với những năm trước, chú lợn Kỷ Hợi năm nay mang sắc màu có phần đặc biệt và độc đáo hơn. Nhiều chú lợn mang sắc xanh bởi theo luật ngũ hành, lợn Kỷ Hợi năm nay mang mệnh mộc. Đó là một chú lợn mạnh mẽ và đầy quyết liệt. Tại triển lãm Hợi Dom 2019, có thể bắt gặp nhiều hình ảnh chú lợn với những tạo hình khác nhau. Em nghĩ là con lợn là một con mà nó rất là tươi tắn và dễ thương và có một chút gì đấy lười biếng, nên là em đã vẽ một con lợn đang ngủ và một con lợn mà nó màu vàng để thể hiện cái nét tươi tắn của nó. Trong khi đó, họa sĩ Lê Chí Dũng, người có nhiều năm tạo hình và sáng tác tranh về con giáp, lại cho ra mắt bộ tranh độc đáo về chú lợn theo phong cách rất riêng. Tranh lợn của họa sĩ Lê Chí Dũng cũng được thể hiện ở đa dạng các chất liệu ẩn chứa những giá trị tốt lành. Người dân Việt Nam hàng mấy trăm năm trước đã dựng những hình tượng con lợn, ví dụ như bức tranh lợn đàn, rồi gồm có một con lợn mẹ và năm con lợn con. Thế và lợn ăn cây giấy, tức là một con lợn đực, nó đang nhổ bật cái cây khoai nước lên. Thì những cái hình tượng như thế, nó nói lên cái sự sung mãn và sự sung túc của đời sống người nông dân Việt Nam.
Ngoài các tác phẩm hội họa, công chúng yêu nghệ thuật còn được đến với những tác phẩm tạo hình khác thể hiện vẻ đẹp của con giáp năm nay thông qua các sáng tác gốm, điêu khắc. Cái dáng này là dáng lợn ỉ rất truyền thống, là lưng võng bụng sệ này, mõm ngắn thì trông rất là buồn cười. Như vậy thì riêng với cái hình của nó thì nó đã tạo ra cái signature của con lợn của tôi rồi. Năm nay tôi định là chọn giấy bồi. Có thể thấy rằng các chú lợn năm nay được các họa sĩ thể hiện với nhiều gam màu nóng rực rỡ. Điều này tương đồng với tính phồn vinh, sinh sôi, sung túc, no đủ mà con vật biểu tượng này mang lại. Hợi tuy đứng ở vị trí cuối cùng trong 12 con giáp nhưng rất quan trọng vì đồng nghĩa với việc hoàn tất chu kỳ vòng tuần hoàn thập nhị địa chi để chuẩn bị khởi đầu một chu kỳ mới. Không chỉ những du khách nước ngoài đến Nha Trang Khánh Hòa du lịch nghỉ dưỡng mà những ngày này, khi sắc xuân đang ngập tràn khắp phố phường, thì những người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Nha Trang cũng đang hòa chung với niềm vui ấy. Họ sum họp cùng gia đình, bạn bè, dành cho nhau những lời chúc tốt đẹp, tận hưởng không khí vui tươi đậm chất truyền thống của Tết Việt. Tất cả trở thành những trải nghiệm thú vị, giàu cảm xúc và đầy ý nghĩa của người nước ngoài khi đón Tết tại Việt Nam. 17 năm lập gia đình và sống cùng vợ ở Nha Trang, ông Lamolet Geran đã có 15 lần tận hưởng không khí Tết Việt. Đối với ông, Tết Nguyên Đán, Tết truyền thống của người Việt luôn đầy ý nghĩa, thú vị. Bánh chưng, bánh tét, kẹo mứt, chả lụa v.v. là những món ăn mà ông yêu thích khi Tết đến xuân về. Xa quê hương, nhưng với tình cảm ấm áp, chan hòa của gia đình, bạn bè, hàng xóm, ông Lamolet Geran coi Việt Nam là quê hương thứ hai của mình và dành một tình yêu đặc biệt cho vùng đất Nha Trang, Khánh Hòa. Đón Tết ở Việt Nam 15 lần, lần nào tôi cũng thấy hai tuần trước và trong Tết là rất vui, rất là thấy đông người. Các món ăn Tết tôi thích nhất là bánh chưng, bánh tét, các loại mứt, trái cây, thịt đông, măng khô, v.v. Anh Alexander Vo cũng là một trong những người nước ngoài sinh sống và làm việc tại Nha Trang, Khánh Hòa nhiều năm. Anh yêu thích những lễ hội truyền thống tại Việt Nam, đặc biệt là những ngày Tết cổ truyền, Tết của phương Tây hay Tết của người Việt. Mỗi nơi đều có một phong tục văn hóa đón Tết riêng. Nhưng với anh Vô, sắc xuân trên khắp phố phường, không khí vui tươi của mùa xuân Việt Nam luôn đem lại cho anh một cảm giác rất riêng, nhộn nhịp và cuốn hút. Du xuân cùng những người bạn mình trong những ngày này là điều mà anh thích tốt nhất. Tôi thích Tết nhiều lắm, đó là thời gian rất vui vẻ khi sống ở Việt Nam. Tôi có rất nhiều bữa tiệc, gặp gỡ nhiều người bạn, người quen. Vậy nên Tết năm nào tôi cũng rất vui, rất thích. Điều tôi thích nhất trong ngày Tết là đường phố được trang trí rất đẹp. Có rất nhiều cây cảnh, bóng đèn sáng trưng ở cả thành phố. Với tôi thì đây là lần đầu tiên đón Tết ở Việt Nam. Tôi thích đó, thành phố thật đẹp, được trang trí khắp nơi. Mọi người trông có vẻ rất hạnh phúc, điều đó thật thú vị. Những người nước ngoài sinh sống làm việc tại Việt Nam, dù đến từ nhiều quốc gia, với nhiều nền văn hóa khác nhau, nhưng họ đều có một điểm chung, đó là dành tình yêu đặc biệt cho Việt Nam, con người Việt Nam và Tết Việt Nam. Thông tin cuối của chương trình thời sự tối nay, những người lính mang chữ vượt sóng ra khơi. Thưa quý vị, thầy giáo nơi biên cương cổng chữ vượt đèo cao, thầy giáo nơi hải đảo mang chữ vượt trùng khơi. Những người thầy mang trong mình sự nghiệp trong người cao cả, không bao giờ quản ngại khó khăn gian khổ, xa xôi, thậm chí là nguy hiểm, để mang tri thức của nhân loại đến với những em học sinh ở vùng sâu, vùng xa, vùng hải đảo. Thầy Nguyễn Công Qua và thầy Nguyễn Xuân Diệu, trường tiểu học Sinh Tồn, hai thầy giáo duy nhất của đảo Sinh Tồn là những người như vậy. Tên là Nguyễn Công Qua, giáo viên trường tiểu học Sinh Tồn, sinh năm 94. Khi ra trường thì sau thời gian dạy 3 năm trong đất liền thì tôi đã tình nguyện viết đơn ra trường xe, ra trường xe công tác. Thời gian đầu thì nó rất là nhớ nhà, rồi thời gian sau thì khi được gửi mấy cháu lên tập trung học thì cái nỗi nhớ nhà nó cũng vơi đi bớt phần nào. Khi được tiếp xúc mấy cháu thì nó cũng vơi đi bớt phần nào nỗi nhớ nhà.
Rồi trong bờ thì nhiều giáo viên, rồi một giáo viên nó đảm nhiệm một lớp chuyên, nhưng lại đây thì hai thầy giáo thì đảm nhận tất cả các môn, từ cái môn năng khiếu đến kể cả mẫu giáo, nên nó có hơi khó khăn. Học tướng nó đọc qua bài hát rồi này các bạn ạ. Thì nói chung ra đây các em là điều kiện cho các em thiếu thốn nhiều về giao tiếp xã hội này cũng thiếu, nên là nó rất là thương, nhưng mà có tình cảm đặc biệt hơn so với các em ở trong đất liền. Thì cũng thường xuyên trao đổi với các em, giao lưu với các em, hỏi tìm những câu hỏi để hỏi các em và bày chỉ các em. Khó khăn thì cũng nhiều khó khăn nhưng mà cũng cố gắng khắc phục. Cũng học hỏi kinh nghiệm từ các đồng nghiệp, từ những anh chị đi trước như vậy thôi. Còn cái động lực của mình giúp được mình nhiều chưa? Chắc là tình yêu trẻ. Mong muốn ở đây các em có một cái điều kiện gì đó nó đầy đủ kiến thức để sau này các em về bờ bước ra xã hội vậy thôi. Nhất hả? Chắc được dạy các em ở đây với nhiều trình độ khác nhau. Mong muốn các em là đầu tiên là sức khỏe và cũng chăm ngoan nghe lời thầy cô cha mẹ để có một cái kiến thức để sau này các em về bờ hòa nhập ở trong bờ nó được tốt. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự tối ngày mùng 1 Tết của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Một lần nữa thay mặt những người thực hiện chương trình, xin kính chúc quý vị và các bạn một năm mới sức khỏe, an khang và thịnh vượng. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.